Xin chào các bạn, lâu nay mỗi khi nhắc đến Tùy Dạng Đế, người ta nghĩ ngay đến một tên bạo chúa, khát máu và tàn bạo. Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tùy này là người duy nhất trong lịch sử có một bảng thành tích ở trong ngoặc kép mà hiếm ai có thể bì kịp. Soán ngôi thái tử của anh, giết cha, cướp ngai vàng, rồi cưỡng đoạt luôn cả ái thiếp của cha mình. Nhà Tùy là một triều đại đoàn mệnh thuộc loại bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, tồn tại chỉ vỏn vẹn 36 năm. Tùy Văn Đế, Dương Kiên là người đã kiến lập nên nhà Tùy, tiếp đó là Dương Quảng kế vị cũng chính là Tùy Dạng Đế, nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay. Tùy Dạng Đế có thực sự tai tiếng như vậy hay không và hậu thế đã giải oan cho ông như thế nào? Tùy Dạng Đế sinh năm 569, mất năm 618, tên thật là Dương Quảng, là hoàng đế thứ hai nhà Tùy ở trong lịch sử Trung Hoa. Cha của Dương Quảng là Dương Kiên, là người đã lật đổ triều đại Bắc Chu và Nam triều Trần, thống nhất Trung Hoa sau 250 năm kể từ thời nhà Tấn. Trong giai đoạn Nam Bắc triều, nhà Trần do Trần Bá Tiên ở Chiết Giang thành lập, kiểm soát phía Nam Trung Quốc. Trái với người cha được coi là hoàng đế tài giỏi, đem lại thái bình và thịnh vượng cho Trung Hoa, đặt nền móng cho kênh Đại Vận Hà nổi tiếng, Dương Quảng được coi là một người kiêu ngạo, hoang dâm vô độ, sống xa hoa lãng phí. Dương Quảng bị các bậc hậu thế đánh giá là có nhiều sai lầm, không chăm lo đời sống nhân dân, phá tan công sức kiến lập triều đại thống nhất Trung Hoa của cha và khiến nhà Tùy diệt vong chỉ sau hơn 3 thập kỷ. Liệu sự thật có phải như vậy hay không? Đầu tiên, dưới sự chỉ dẫn của vua cha, Dương Quảng được mô tả là một người thông minh hiếu học, được nhiều đại thần coi trọng. Trước mặt cha mẹ, Dương Quảng tỏ ra tiết kiệm và cung kính, được nhiều người xưng tụng là có hiếu đạo. Năm 21 tuổi, Dương Quảng được phong làm nguyên soái cùng các tướng lĩnh đem 10 vạn quân chinh phạt Nam triều Trần, tiến vào kinh đô kế nghiệp tức là Dương Châu ngày nay chỉ sau một năm. Mặc dù lập chiến công được vua cha ưu ái, nhưng mà Dương Quảng biết mình chỉ là con thứ, không phải là thái tử kế vị. Theo cuốn Tự trị thông giám của sử gia Tư Mã Quang thời nhà Tống, Dương Quảng lợi dụng việc mẹ là độc cô hoàng hậu đề cao chế độ độc thê, có nghĩa là một vợ một chồng, đã đem chuyện anh cả của mình là Dương Dũng sủng ái thê thiếp nói với mẹ, gây ra mâu thuẫn gia đình. Và trong triều, Dương Quảng còn đem vàng bạc mua chuộc các đại thần nhằm tạo dựng vây cánh, liên kết với hai đại thần là Vũ Văn Thuật và Trương Hành. Trương Hành nghĩ kế giúp Dương Quảng chiếm ngôi vị thái tử, còn Vũ Văn Thuật tiến cử Dương Quảng với thừa tướng Dương Tố, người đang nắm đại quyền trong triều và được ủng hộ. Khi vua cha có tuổi thì anh cả Dương Dũng được giao việc triều chính nhưng lại không có tài về chính trị, tiêu xài hoang phí, khiến cho hoàng đế nhà Tùy lúc bấy giờ không hài lòng. Nhân chuyện Dương Dũng dùng lễ nghĩa sai cách, các đại thần dâng biểu cáo tội lên hoàng đế. Thừa tướng đã dựng chuyện Dương Dũng muốn làm phản, độc cô hoàng hậu lại gây sức ép, khiến Tùy Văn Đế phế thái tử Dương Dũng làm dân thường. Năm 604, Tùy Văn Đế 64 tuổi, bị bệnh nặng chỉ ở trong cung, Dương Quảng đã bắt đầu lo việc triều chính. Một lần nọ, Dương Quảng vào cung thăm vua cha của mình, để mắt đến Tuyên Hoa phu nhân, người hơn mình 8 tuổi, bèn lên tiếng chọc ghẹo rồi dở trò cưỡng bức. Tuyên Hoa hoảng sợ, chạy về cung báo với Văn Đế. Văn Đế tức giận, sai người thảo chiếu phế ngôi thái tử của Dương Quảng. Tuy nhiên, Dương Quảng và thừa tướng Dương Tố biết được, liền sai Trương Hành vào cung, ra tay sát hại Tùy Văn Đế. Các nhà sử học Trung Quốc ngày nay bày tỏ nghi ngờ về việc Dương Quảng lập mưu giết cha, cho rằng đây có thể là chuyện triều đại sau này thêu dệt, làm tăng thêm tiếng xấu của Dương Quảng. Tuy vậy, việc Dương Quảng giết cha lại được nhiều người coi là sự thật mặc định trong lịch sử Trung Hoa. Câu chuyện Dương Quảng giết cha, xoán ngôi rồi cướp đoạt mẹ kế có nguồn gốc từ một tiểu thuyết giả sử có tên là Đại Nghiệp Lược Ký, được xuất hiện vào đầu thời kỳ nhà Đường. Và ai cũng biết rằng vào cuối thời Tùy, đầu thời Đường thì dân chúng Trung Quốc lúc bấy giờ đã không ưa Dương Quảng. Vì vậy muốn sáng tác ra một câu chuyện đầy tính ly kỳ này xuất phát từ tâm lý thù địch đối với Dương Quảng. Và những người viết cái câu chuyện này lại là những đại thần của nhà Đường. Cái triều đại mới được thành lập chính là triều đại ngay sau triều đại nhà Tùy và Dương Quảng là hoàng đế cuối cùng. Đương nhiên là họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào để nói xấu triều đại cũ, thậm chí còn tô đậm thêm sự xấu xa của triều đại nhà Tùy, tô đậm thêm sự xấu xa của Dương Quảng. Năm 604 thì Dương Quảng lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tùy Dạng Đế. Ông ép anh cả là Dương Dũng treo cổ tự tử, thanh trừng các em trai khác. Trong thời gian tại vị, Tùy Dạng Đế mắc sai lầm khi không quan tâm nhiều đến đời sống của người dân. Lệnh rời đô từ Trường An về Lạc Dương, lại liên tục cho xây kênh đào khiến dân phu chết quá nửa.
Sử sách Trung Quốc mô tả giai đoạn này bằng cụm từ thiên hạ chết bởi lao dịch. Với tính cách của mình, thì Tùy Dạng Đế đã 3 lần đem quân chinh phạt Cao Câu Ly chỉ vì vua nước này không dám đến diện kiến. Cao Câu Ly chính là vương quốc của người Triều Tiên ở phía bắc bán đảo Triều Tiên và Mãn Châu. Năm 611, thì Tùy Dạng Đế xuống chiếu thảo phạt Cao Câu Ly, chuẩn bị 300 thuyền chiến lớn, chiêu mộ tới 3 vạn cung thủ, lệnh cho dân ở Hà Nam và Hà Bắc làm phu đi theo đoàn quân. Quân chinh phạt bị thúc ép hành quân thần tốc, đi ngày đêm không nghỉ, khiến nhiều người chết dọc đường. Tùy Dạng Đế lại bắt ép các hộ dân phải cống lương thực cho quân đội theo đầu người, còn quan thì lại nhân cơ hội vơ vét cho đầy túi riêng. Nhân dân phải chịu sưu cao thuế nặng của triều đình, tình cảnh ngày một bi đát. Một số người bỏ đi làm cướp, lòng dân ngày một oán hận. Tùy Thư chép rằng, ở quân Tùy có tới 1 triệu người, nhưng mà các sử gia ngày này ước tính con số chỉ vào khoảng 600.000 người mà thôi, tiến đánh Cao Câu Ly 3 lần chỉ trong vòng 2 năm. Mục tiêu hạ thành Bình Nhưỡng không đạt được, thương vong tổng cộng lên tới hơn 300.000 người. Và kể từ cuộc chinh phạt Cao Câu Ly thất bại, khắp miền Bắc Trung Quốc, các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp. Nổi lên trong số này là Lý Uyên, tướng cũ của nhà Tùy, chiếm thành Trường An, dựng ở Dương Hựu, một người con của Tùy Dạng Đế là Hoàng đế Bùi Nhìn. Năm 616, 2 năm trước khi qua đời, bất chấp mà trong nước ổn định, Tùy Dạng Đế, Dương Quảng vẫn tuần du Giang Đô, ngày nay là Dương Châu, ở lại luôn ở đó. Ông bỏ bê chuyện triều chính, bất cứ ai nhắc đến quân phản loạn đều bị giáng chức, chỉ ngày ngày ăn chơi hưởng lạc. Và sang năm 618, lương thực ở Giang Đô ngày một cạn, các binh sĩ cấm vệ quân tinh nhuệ hầu hết đều nhớ nhà, muốn trở về, bèn họp nhau làm phản. Thủ lĩnh cấm vệ quân là Vũ Văn Hóa Cập, là người dẫn đầu phe phản loạn, kể tội Dạng Đế bỏ bê tôn miếu, tuần du liên miên, bên ngoài loạn lạc, bên trong dâm loạn, người dân chết về binh đao, đàn bà bị làm nhục, bốn phương ly tán, đạo tặc khắp nơi chỉ nghe nịnh thần, bỏ bê trung lương, rồi ép Dạng Đế thắt cổ tự vẫn. Tháng 3 năm 618, khi nghe tin Tùy Dạng Đế qua đời, Lý Uyên đã tuyên bố thành lập triều đại nhà Đường cùng với con trai là Lý Thế Dân đem quân dẹp phản loạn, mở ra một giai đoạn lịch sử mới. Và hậu thế sau này thì cũng đặt ngược lại những vấn đề phải chăng Tùy Dạng Đế, Dương Quảng bị oan. Ngày càng nhiều học giả cho rằng Dương Quảng là hoàng đế cố tình bị bôi đen, còn về việc tại sao ông lại bị bôi đen, thực ra cũng có nhiều nguyên nhân lịch sử sâu xa như chúng ta đã đề cập ở phần trước, ví dụ như những câu chuyện này thì đến vào đời nhà Đường. Sau khi Dương Quảng kế vị thì lập tức hạ chiếu miễn trừ khoa dịch cho phụ nữ và nô tỳ. Thời gian phục dịch của đàn ông cũng ngắn đi. Ông đã lập ra bộ luật Đại Nghiệp Luật mới, hủy bỏ 10 điều ác trong Khai Hoàng Luật, sửa đổi một vài hình phạt nặng thành nhẹ. Vậy là công hay là tội đây? Hay trong chế độ giáo dục, Dương Quảng bắt đầu lập ra chế độ khoa cử, phát triển phương pháp chia khoa thi cử để lựa chọn nhân tài khoa thi tiến sĩ. Chế độ khoa cử này cũng được kéo dài tới đầu thế kỷ 20, thời của vua Quang Tự Triều Thanh mới kết thúc, có công hiến to lớn cho lịch sử, giáo dục và bồi dưỡng nhân tài trong thời cổ đại của Trung Quốc. Hay như Dương Quảng còn khôi phục lại Quốc Tử Giám, Thái Học mà Hoàng đế trước đó đã hủy bỏ. Có thể thấy ông không những thông minh mà cũng có công rất lớn trong việc đào tạo người tài. Và điều kỳ cục hơn nữa là khi việc ở Dương Quảng xuất quân đánh Cao Câu Ly, tức là đánh Triều Tiên ngày nay, thì bị nhiều người trách móc, trong khi những hoàng đế khác cũng mở rộng lãnh thổ thì lại chẳng ai nói sao cả. Đó là một vài phản biện liên quan đến Dương Quảng của các nhà sử học sau này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.